trình làng với nhiều kỳ vọng đột phá tối 16 tháng 9 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ ra mắt mạng xã hội LoTus đây là mạng xã hội đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam vận hành phát triển theo phương thức lấy nội dung làm trọng tâm thông qua việc hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo nội dung 30 nguồn chính luận theo bộ trưởng thông tin và truyền thông mạng xã hội LoTus là sự gặp nhau của những người làm công nghệ khát khao một mạng xã hội đời mới cách tiếp cận mới công nghệ mới đáp ứng những nhu cầu mới và những nhà đầu tư Việt Nam có khát vọng Việt Nam hùng cường. Kết hợp với chương trình Make in Việt Nam của chính phủ, chúng ta cần nhiều hơn nữa sự kết hợp ba bên này để giải quyết nhiều bài toán nữa của đất nước, nhất là những bài toán lớn, mang tính căn bản và nền tảng để giúp Việt Nam phát triển. Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc VC Corp đã giới thiệu những tính năng được xem là vượt trội của mạng xã hội mới như chia sẻ hình ảnh, bài viết thân thiện, các tiện ích mang đến cho người dùng mạng xã hội. Ông Nguyễn Thế Tân cho biết, Lotus có thuật toán chú trọng vào việc cung cấp những nội dung phù hợp với từng cá nhân và các cá nhân liên quan, người dùng kết nối với nhau xung quanh các nội dung, các chủ đề mà họ quan tâm thông qua ba cơ chế để đưa thông tin tới người dùng. Cũng tại sự kiện, VC Corp kỳ vọng Lotus sẽ đạt mốc 4 triệu người dùng một ngày, thậm chí trong tương lai con số có thể sẽ lên tới 60 triệu người dùng. Sau lễ ra mắt, Lotus sẽ phát hành bản dùng thử mở rộng thời gian dùng thử dự kiến kéo dài từ 3 đến 6 tháng.